Rồi anh sẽ quay trở lại với file style. Được chưa? Chúng ta sẽ định nghĩa CSS ở trong đây. Thì khi mà định nghĩa CSS, việc đầu tiên các bạn phải nhớ đến đó là chúng ta sử dụng reset cho trình duyệt đi. Được chưa? Padding 0. Được chưa? Ví dụ offsetting mình sẽ để là normal chẳng hạn như vậy. Đó, ok chưa? Rồi, sau đó chúng ta quy định vào body. Với body thì chúng ta sẽ định nghĩa, ví dụ anh để font size khoảng 1 rem chẳng hạn. Được chưa các bạn? Font family thì chúng ta family ở đây anh sẽ sử dụng cái font này. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ định nghĩa cho những cái chung chung nhất, ví dụ như tất cả các thẻ A chúng ta sẽ để là text decoration là none. Định nghĩa một lần thôi. Được chưa? Đó, với tất cả những cái ULLI UL thì chúng ta sẽ để padding 0. 0 pixel margin. 0 pixel vì chúng ta hay phải reset như thế này. Có những lúc mà thằng ở một số trình duyệt thằng UL kia nó sẽ không nhận cái sao kia, cái selector sao kia. Nên là chúng ta phải định nghĩa riêng cho UL như thế này. Được chưa? Đây sẽ là năm, loại bỏ cái icon đen đen đi. Đó, chúng ta sẽ định nghĩa chung chung như thế này. Chỗ nào có icon đen nó sẽ bỏ hết đi. Được chưa các bạn? Rồi, sau đó chúng ta sẽ định nghĩa cho cái gì? Cho những cái là container. Được chưa? Cho những cái là container là sử ở đây. Những cái là container. Container. Thì chúng ta sẽ định nghĩa cho nó một cái margin là 0 pixel như thế này. Auto. Đó, được chưa các bạn? Và chúng ta đặt max width cho nó. Độ rộng cho nó 240 pixel như thế này. Giả sử như vậy. Thì những chỗ mà có container, ví dụ như header, thì nó sẽ đưa nội dung ra giữa như thế này. Được chưa các bạn? Đó, dưới này cũng như vậy. Các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đó, nó sẽ căn giữa cho chúng ta. Ok chưa? Rồi, qua những phần chung rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần riêng. Đối với header thì chúng ta sẽ làm gì đây? Thì đối với header thì chúng ta sẽ định nghĩa vào header. Thì các bạn có thể định nghĩa là header như thế này. Header như thế này. Được chưa? Ok chưa? Đó. Được chưa các bạn? Width của nó mình sẽ để là 100%. Height sẽ là 65%. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái div container. Đây. Được chưa? Một cái div container nó sẽ là như thế này. Ví dụ margin chúng ta sẽ để là 0 pixel. À sorry. Container chúng ta không cần định nghĩa nữa vì chúng ta đã định nghĩa nó ở trên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên đây, chúng ta sẽ làm từ trên mà xuống đây. Chúng ta sẽ định nghĩa vào logo các bạn nhé. Từ header chúng ta sẽ gọi đến logo. Thì các bạn biết là trên đây này, chúng ta sẽ có 3 phần, có 3 cái khối này. Đây, chúng ta sẽ chia nó thành 3 thành phần như thế này. Đó. Ok chưa? Vậy logo anh sẽ để nó khoảng 25%. Width sẽ bằng 25%. 25%. Được chưa? Rồi đến menu. Menu của nó thì sẽ như thế nào? Chúng ta quay trở lại phần code. Ở phía trên này. Đây. Thì chúng ta sẽ có logo, có menu và sidebar top. Đúng không? Anh sẽ định nghĩa nó ra như thế này. Sidebar top như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Ok chưa? Đây, thế đối với logo thì chúng ta có width bằng 25% rồi. Menu thì chúng ta sẽ đặt width nó bằng khoảng, bằng một khoảng. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ quy định nó khoảng 60 pixel. Còn cái phần còn lại kia sẽ là dành cho cái này, được chưa? Width 25%. Width 60%, sorry các bạn. Thì ở đây nó sẽ còn lại bao nhiêu các bạn? 85 đúng không? Đây. Thì chúng ta có thể định nghĩa, cố định cho thằng này là 85% hoặc là không định nghĩa cũng được. Được chưa? Thì các bạn có thể định nghĩa vào cho nó ở đây. Cái margin top này các bạn có thể định nghĩa. Còn nếu không định nghĩa thì nó tự động nó sẽ còn cái khoảng cách còn lại. Đây các bạn nhìn này. Đây. Thì trước khi định nghĩa thì chúng ta sẽ chuyển một cái gọi là
đi định nghĩa cho các thành phần ở bên trong này. Thì các thành phần ở bên trong này các bạn sẽ phải xử lý nó là cho nó nằm ngang hàng nhau, đúng không? Cho những thằng này nằm ngang hàng nhau. Đây, logo, container, div, các thứ. Thì các bạn sẽ đặt nó như sau. Đây, anh muốn nó nằm ngang hàng nhau, ba thằng này nằm ngang hàng nhau, thì nó sẽ như thế nào các bạn? Anh sẽ đưa thằng container kia, header container chấm container, đây sorry các bạn, chỗ hai kia chúng ta không nên đặt chiều cao, mà hai chúng ta phải để là không nên đặt là phần trăm, mà sẽ để là pixel, được chưa? Cái này mình sẽ để display là flex. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta được một cái khối như thế này. Đó, nó sẽ chia tỷ lệ như thế này luôn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý cho cái tỷ lệ này nó như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm cho phần logo trước các bạn nhé. Được chưa? Phần logo thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì ở đây logo của chúng ta sẽ chỉ cần chỉnh sửa cái text của nó là được các bạn ạ. Đây, thì anh sẽ định nghĩa như thế này. Đối với logo, chúng ta sẽ định nghĩa vào trong và trong cái tag của nó đang là thẻ A. Đó, thì chúng ta sẽ định nghĩa này, color cho nó. Chúng ta lấy cái mã màu ở đây. Đây, bản chất nó là màu này các bạn nhé. Rồi, được chưa? Transform sẽ để vào các bậc cây. Ngay lập tức các bạn sẽ được cái logo như thế này. Ok chưa? Và làm sao để chúng ta cho nó nằm ở giữa các bạn? Thì chúng ta sẽ đặt cái này bằng just lại item center như thế này. Đó, cái container này và chiều cao của container này cũng bằng 65 như thế này. Thì mọi thứ nó sẽ ra giữa. Được chưa? Đó, mọi thứ nó sẽ ra giữa như thế này. Được chưa các bạn? Và ở đây chúng ta sẽ cho cái thẻ logo này của chúng ta, ví dụ như phong web trăm chẳng hạn. Đây, 500. Để không nhận nhỉ? Bâu, anh để bâu nhìn xem nó có khác không? Rồi, ok. Đó, được chưa các bạn? Thì đấy là cái logo. Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa cho cái gì? Cái menu. Được chưa? Thì đối với menu thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào? Thì anh sẽ định nghĩa vào cái li của nó. Đây. À sorry, định nghĩa vào ul. Cái cha trước, được chưa? Thì chúng ta cũng sẽ display là flex để các menu nó nằm ngang như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa vào thẻ A trong menu. Đây, chúng ta sẽ định nghĩa vào thẻ A. Thì chúng ta sẽ định nghĩa color cho nó. Đối với menu này thì color của nó sẽ màu như thế này các bạn nhé. Đây, được chưa? Chúng ta sẽ lấy ra được cái màu này. Ok chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ đặt padding cho nó tốt bằng 0 pixel chẳng hạn. Arrive giả sử bằng 20 pixel, 0 pixel và 20 pixel. Thì chúng ta sẽ lấy ra được cái danh sách menu như thế này. Đó, và tất cả các menu này hình như là chữ hoa hết. Đây, thì chúng ta sẽ chuyển text transform sẽ bằng uppercase. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ hover chuột vào. Thì khi mà người dùng hover chuột vào thẻ A, chúng ta sẽ chuyển color của nó giống màu của logo. Color, lúc này nó sẽ giống cái màu này. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Đây, rồi, tiếp tục chúng ta sẽ xử lý sang phần bên phải này. Đây, sang bên phải này các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa cho cái gì đây? Chúng ta sẽ định nghĩa cho cái danh sách ở bên phải này, chính là cái size bar top. Được chưa?
Cái sidebar top này thì chúng ta thấy là các thẻ ở đây của chúng ta, vì nó là thẻ A nên nó đang nằm ngang hàng nhau. Đây, như thế này. Nhưng chúng ta muốn set được width 2 cho cái thẻ A này thì chúng ta sẽ phải đặt nó display là flex, có nghĩa là như thế này. Với sidebar top thì chúng ta sẽ định nghĩa cho thẻ A có display là flex thì chúng ta mới unblock chứ, sorry các bạn. Thì chúng ta mới set width cho nó được 50 pixel chẳng hạn. Chúng ta cần phải set width 2 thì chúng ta mới xử lý được. Được chưa? Đây, thì thẻ A của chúng ta đây. Sidebar top này. Header nó là class các bạn, sorry. Đây. Đó, thì lúc này nó sẽ nằm ngang nằm theo từng hàng như thế này. Mình sẽ để 250. Chiều cao mình sẽ để ví dụ như là, rồi ok, cứ để tạm như thế này đi, 30 thôi. Đó, vì cái này cũng khá là nhỏ. Đó, bây giờ chúng ta muốn là các thẻ A này nó nằm ngang hàng nhau thì cái chứa nó của nó, cái chứa nó phải mang flex. Giả sử như vậy, anh sẽ không dùng display block hay inline gì nữa cả. Đó, ok chưa? Bây giờ công việc của chúng ta là làm cho cái này nó sẽ hiển thị như thế này, được chưa? Và khoảng cách giữa các icon này nó sẽ cách nhau một khoảng. Đây. Đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái khoảng cách margin right đi. 10 pixel. Đó, được chưa? Đây. Thì chúng ta sẽ có margin right. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa cho cái thẻ này để chúng ta di chuyển được cái này. Các bạn nhìn thấy chưa? Để chúng ta di chuyển được cái số 5 này lên trên, nó giống như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện này. Đây. Từ cái thẻ A đầu tiên, chúng ta sẽ lấy ra nth try như thế này. Được chưa các bạn? Một, từ thẻ A số 1 chúng ta định nghĩa đến span. Span chúng ta cũng sẽ phải display block thì chúng ta mới set width cho nó được. Mình để khoảng 20 pixel vào background thì nó sẽ bằng cái mã màu của thẻ A khi hover vào như thế này. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta sẽ đặt một cái position là absolute. Nhưng nếu mà anh đặt position absolute cho thẻ span này và anh để ví dụ như right 0 và top cũng bằng 0. Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy nó chạy sang bên phải này. Có nghĩa là nó sẽ position absolute so với trình duyệt. Chúng ta muốn là nó sẽ position absolute với cái thẻ này thì chúng ta phải quy định cái thẻ cha này này. Nó phải là relative. Thì có nghĩa là anh sẽ đặt position relative cho tất cả thẻ A ở trên cũng được như thế này. Trong trường hợp này, được chưa? Bây giờ anh sẽ border nó. Border radius này. Giả sử bằng 50%. Đó, color của chúng ta sẽ bằng màu trắng như thế này. Tag align center. Đó, và chúng ta sẽ để line 2 50 pixel. À 20 vì chiều cao nó đang là 20. Được chưa các bạn? Đó, sau đó chúng ta sẽ đặt font size cho nó nhỏ bớt lại, ví dụ khoảng 12 pixel. Đó, và chúng ta di chuyển cái này chính là di chuyển top left, top right cho nó phù hợp. Ví dụ mình để cách ra đây một khoảng 5 pixel. Và đó nó sẽ âm lên phía trên 15 này. Giả sử như thế này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có được cái phần icon cho phần đại diện cho phần giỏ hàng như thế này. Được chưa các bạn? Đó, cái hướng làm thì nó sẽ như vậy. Ok chưa? Thì lúc này các bạn thấy là chúng ta đã xong được cái phần header rồi. Đây, phần header nó sẽ cao 65 pixel như thế này.
Ở đây chúng ta dùng no mù đã bị sai này. Anh sẽ để cái này. Đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm xuống phía bên dưới các bạn nhé.